Tập 35. Ba ngày sau, chợ rau đường đông chuẩn bị lăng trì. Dân, còn nữa, dán cáo thị lên để khắp nơi đều biết. Tôi tin người của đội sát khấu sẽ không thể nhìn người của mình chịu bi thảm như vậy mà chết đi. Ngải tiểu thư, chúc cô may mắn. Bốn nghìn tám trăm dao. Anh à, ác quá đi. Kuroki còn ác hơn Okamoto. Còn gì nữa? Con sói vừa mới chết thì lại đến một con hổ. Chúng ta càng ngày càng đen rồi. Anh à, anh nói cô gái đó đã bị đánh đến mức đó rồi, cách cái chết không xa, còn lăng trì làm cái gì? Người Nhật Bản quá xấu xa rồi. Theo lý mà nói, người của đội sát khấu bị bắt, bị giết, trong lòng tôi sẽ cảm thấy vui vẻ mới đúng. Nhưng mà trong lòng tôi không phải có cái tư vị đó. Ngải tiểu mạng cô ta giết người đền mạng, bắn chết cô ta không phải là xong rồi sao? Trăm ngàn cách dày dò, đầu ngón tay đều bị dập nát, răng thì nhổ hết xuống rồi, còn muốn lăng trì. Anh mày lúc đó ở hiện trường, rất muốn cứu cô ta, nhưng mà không dám. Tôi sợ chết. Trong lòng, trong xương tôi, bây giờ một chút tư cách đàn ông cũng không có. Tôi thực sự muốn tìm một chỗ đập đầu chết đi cho xong. Tôi còn tệ hơn một người phụ nữ. Kuroki, cái tên đáng ghét này, ông ta đáng bị đoạn tử liệt tôn. Đúng vậy, anh nói bọn chúng giết người không chớp mắt, anh cứ trực tiếp để cô ta vào đại lao. Tại sao anh lại còn diễu hành thì chúng làm gì? Kéo đến đường đông sao? Ông ta là quan mới nhậm chức, muốn đánh động một chút, công khai hành quyết ngại tiểu mạng, giết gà dọa khỉ. Sau này còn không biết là sẽ còn làm nên những chuyện gì nữa. Anh à, anh nói bọn chúng còn có kế hoạch gì nữa không? Tôi thì biết cái gì. Người Nhật coi tôi là cu li ôm chân bọn chúng, cái gì cũng không nói. Có chuyện tốt thì bọn chúng nhận hết, xảy ra chuyện gì thì tôi đều phải gánh tội. Một đám rùa rụt đầu. Anh tâm sự với em. Ban ngày chúng ta xông vào hang ổ của đội sát khấu. Anh nói thật với em, anh có phải có giao tình gì với bọn họ không? Vào cây rắm. Lời này mà cậu cũng dám nói sao? Bị không biết phanh sao? Nếu như truyền đến tay người Nhật, hai chúng ta đều hết đời. Nghe lời anh nói, anh là không muốn bắt họ. Tôi nói này đầu trọc. Hả? Cậu đi theo anh lâu như vậy rồi, tại sao không tiến bộ gì cả? Chúng ta bây giờ những ngày tháng nằm trong tay người Nhật, một ngày không bằng một ngày. Nào giống bọn chúng lúc đầu nói tốt như thế nào, làm cho thành Thiên Môn phồn hoa thế nào. Nhà nhà có đất trồng trọt, người người có cơm ăn, trên đường không có trẻ nhỏ bị bỏ rơi. Chúng ta vốn dĩ là những tên lưu manh đầu đường xó chợ, kiếm ăn, kiếm uống, kiếm sống qua ngày. Ba cái kiếm mà, làm sao có thể kiếm cơm trên người Nhật chứ? Bây giờ thì sao? Kiếm đến nỗi không phải là người nữa rồi.
Người anh em, chúng ta phải tìm đường lui cho mình. Nhớ rõ lời anh nói, không đẩy người ta đến đường cùng cũng chính là không đẩy mình vào đường cùng. Anh, em hiểu rồi. Anh có biết em cả đời này tại sao lại phục anh như thế không? Anh, hai chữ thôi: trượng nghĩa. Ai dám nói chúng ta là Hán Giang? Chính là Hán Giang. Hai chúng ta là Hán Giang tốt, có đúng không? Anh em là anh em tốt. Cái gì Hán Giang tốt với Hán Giang xấu chứ? Hán Giang còn phân tốt xấu sao? Bộ quần áo này cậu chỉ có thể mặc một ngày thì đã làm đen cả một đời rồi, cởi ra cũng không thể nào. Cuộc đời này của chúng ta coi như xong rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tích được bao nhiêu đức thì tích bấy nhiêu. Đợi đến khi gặp Diêm Vương thì cũng dễ xin xỏ hơn. Uống rượu đi. Tôi nói này, người con gái này mới có mấy tuổi, tại sao lại to gan như vậy? Cái này gọi là anh hùng không chỉ là đấng mày râu, không hề thua kém Qua Mộc Lan. Thật sự khiến đám đàn ông chúng ta phải hổ thẹn. Đi, mau đi. Phùng Vĩnh Quý, đi thôi. Cha, cha, con đàn xong rồi. Tại sao cha vẫn còn nghe? Ta đang nghe dư âm. Dư âm? Người còn hiểu cái này sao? Thì chính bởi vì cha không hiểu, cho nên mới nguyện ý nghe con gái đàn. Thật hay. Lão gia, lão gia, xảy ra chuyện lớn rồi. Lão gia, lại làm sao? Đây là cáo thị hành quyết tiểu thư.
Người Nhật Bản ngày mai sẽ đem tiểu thư kéo đến đường Đông diễu hành thị chúng, sau đó kéo đến chợ rau ở đường Đông, kéo đến chợ rau lăng trì đến chết. Lão gia, lão gia, lão gia, lão gia, lão gia, lão gia, tỉnh lại đi, lão gia. Con gái, con gái của ta. Lão gia, lão gia, lão gia, con gái của ta. Con gái của ta. Khê Nhiễm, anh nhớ trong Nôm Lục Tử Tranh, Ngải Tiểu Mạn bị bắt là điều chúng ta không thể ngờ tới. Trước khi chúng ta nghĩ ra phương án cứu viện, nhất định không được để cậu ta manh động. Tử Tranh, Vĩnh Quý, Triệu Tịnh nói không sai. Càng là lúc này thì chúng ta càng phải khắc chế. Khắc chế? Còn phải khắc chế như thế nào? Ngày mai Tiểu Mạn bị lăng trì rồi. Bây giờ chúng ta cần phải nghĩ cách, chứ không phải là manh động. Nghĩ cách? Cách không phải là đã nghĩ rồi sao? Đợi sau khi Lãnh Ấn Phong đem súng đến, tôi và Tử Tranh sẽ cùng nhau tới Bộ Tư lệnh Quân Nhật. Phùng Vĩnh Quý, cậu đừng có châm dầu thêm lửa có được không? Bất kể là đảng gì, chuyện ngày hôm nay cũng không cần một người ngoài như cô nhúng tay vào. Phùng Vĩnh Quý, cậu nói cái gì vậy? Triệu Tịnh là vì muốn tốt cho chúng ta. Thực sự muốn tốt thì đừng phí lời. Còn có cậu, nếu như cậu là đàn ông thì đi cùng tôi và Tử Tranh đi cứu Tiểu Mạn. Nếu như cậu không có gan này thì cùng với người phụ nữ của cậu cút đi. Cậu nói cái gì? Nói lại lần nữa đi. Tôi nói nếu như cậu không có gan thì cậu cùng với người phụ nữ của cậu cút đi. Lý Khi Nhiễm, các cậu làm gì vậy? Phùng Vĩnh Quý, tâm tình của các cậu tôi hiểu. Ngải Tiểu Mạn bị bắt, tôi biết các cậu rất là lo lắng. Nhưng mà cậu trong lòng nên rõ hơn ai hết. Cứ đi như thế này không khác gì tự sát. Tôi hôm nay chính là đi chết. Tôi cũng nhất định phải đi cứu Tiểu Mạn. Chị có biết lăng trì là gì không? Lăng trì chính là dùng dao, từng nhát rạch thịt ra. Tôi không muốn Tiểu Mạn đau đớn như vậy. Tôi không muốn cô ấy khó chịu như vậy. Tôi không muốn cô ấy khổ. Tôi không muốn. Tâm trạng này tôi đã từng trải qua. Đã từng, tôi cũng đã từng trơ mắt nhìn anh trai ruột của mình chết trước mặt. Nhưng mà tôi cái gì cũng không thể làm. Cho nên các cậu nhất định phải nghe lời tôi. Bình tĩnh một chút. Bình tĩnh.
Người Nhật đang làm lớn chuyện hành quyết tiểu mạng. Dụng tâm của bọn chúng các cậu nên rõ. Chỉ cần các cậu xuất hiện, bọn chúng nắm chắc sẽ bắt được các cậu. Triệu Tịnh, cảm ơn chị. Nhưng mà tiểu mạng, tôi nhất định phải cứu. Tôi không thể để cô ấy chịu tội như vậy. Các người đừng ai ngăn cản tôi. Không thì đừng trách tôi trở mặt với các người. Được, Lục Tử Tranh, nếu như hôm nay cậu đem đội sát khấu của cậu đi đến bộ tư lệnh quân Nhật, ngải tiểu mạng cũng sống không nổi. Các cậu chủ động tự mình dâng đến cửa như vậy, người Nhật sẽ một lúc tiêu diệt hết. Cậu có biết không? Tiểu mạng là vợ chưa cưới của tôi. Cô ấy chết rồi. Tôi cũng không sống nổi. Thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Kuroki chọn vị trí này tốn rất nhiều tâm sức. Chợ rau đường đông, chỗ này, chỗ này đều là chỗ cao, có thể quan sát được tất cả tình hình của chợ rau. Hơn nữa con đường này rất chật chội, cũng rất quanh co. Mấy cái đầu ngõ nhất định sẽ có người canh gác. Muốn dưới con mắt của người Nhật cứu thoát ngải tiểu mạng gần như là không thể. Vậy thì chỉ còn có cách này. Ngày mai cô đi ngăn họ lại, không thể để bọn họ tự chui đầu vào lưới. À đúng rồi, hôm nay không phải là cô đi khuyên bọn họ sao? Hôm nay bọn họ chỉ nghe tôi nói, không trực tiếp đến bộ tư lệnh Nhật cướp ngục. Nhưng ngày mai ngải tiểu ngạn sẽ bị lăng trì. Cho dù biết là đưa mình vào chỗ chết, Lục Tử Tranh cũng sẽ không thể nào trơ mắt nhìn. Bọn họ nhất định sẽ mạo hiểm đi cứu viện. Điểm này chúng ta hiểu rõ, người Nhật càng hiểu rõ hơn. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Đội sát khấu là anh hùng trong lòng người dân thành Thiên Tân. Bọn họ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, càng không thể để người Nhật lợi dụng việc này tiêu diệt lòng nhiệt huyết kháng Nhật trong dân chúng. Ngày mai tôi đi cứu ngải tiểu mạng. Cô đi. Lão Đồng, chuyện tôi bảo anh sắp xếp thế nào rồi? Đã sắp xếp xong rồi. Nhưng mà chuyện này một mình cô không được, tôi phải đi cùng. Đúng vậy, quá nguy hiểm rồi, tôi cũng đi. Đồng chí Triệu Tịnh, bằng sức lực một mình cô không giúp được họ đâu. Vậy thế này, ngày mai tôi với Lão Đồng đi cứu ngải tiểu mạng. Mã Thu Trinh, anh ở cửa ra tiếp ứng chúng tôi. Nhớ kỹ, nhỡ như không thuận lợi lập tức rời đi. Được.
Cha, các mẹ nhỏ, Lý Đại Quán, Tiểu Mạn bị người Nhật bắt đi rồi. Con phải đi cứu cô ấy. Mọi người yên tâm, nếu như không cứu được cô ấy, con sẽ đi cùng với cô ấy đi tìm mọi người. Tử Tranh, hôm nay tôi có thể quay lại câu nói này rồi. Trước đây tôi luôn không hiểu tại sao Tiểu Mạn lại một mực đi theo cậu. Tôi cũng luôn cho rằng tình cảm cậu đối với Tiểu Mạn mãi mãi không bằng được tình cảm mà tôi đối với Tiểu Mạn. Nhưng mà hôm nay tôi hiểu rồi, Tiểu Mạn không uổng phí khi đi theo cậu. Các anh em, sau này chúng ta có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia, cho dù cùng người Nhật, cùng sống chết một phen. Đúng, có phúc cùng hưởng, có quả cùng chịu. Có phúc cùng hưởng, có quả cùng chịu. Con phải đợi cha. Cha chuẩn bị cho con rất nhiều đồ ăn ngon. Con gái, con phải đợi cha. Con nhất định phải đợi cha. Đợi cha. Lượn một lượt qua mấy con đường chính quanh đây, để cho những người dân phản nghịch nhìn xem. Đối đầu với hoàng quân chính là có kết cục như thế này. Dân, hành động này gọi là dẫn rắn ra khỏi hang. Phát hiện đội sát khấu, một lưới bắt gọn. Tôi sẽ đi sắp xếp. Thank you.
phải cứu em. Anh phải cứu em. Tuyến đường đã tra rõ chưa? Tra rõ rồi. Đối diện với chợ rau ở đường Đông. Đi. Kuroki tiên sinh, đã diễu hành mấy con đường vẫn không hề phát hiện ra bất kỳ ai khả nghi. Cứ bình tĩnh, bọn chúng sẽ đến thôi. Sợ rằng ngài tiểu mạng không chịu được nữa rồi. Cô ta đã hôn mê mấy lần rồi. Hôn mê thì làm cho cô ta tỉnh lại. Hình phạt này phải tiến hành dần dần để cho người của đội sát khấu xem. Ngài tiểu mạng phải chịu dày dò từ từ. Tôi không tin là bọn chúng sẽ không nhảy ra. Dân, đợi đã. Nhớ rõ, 12 giờ, đem xe tù, đưa đến quảng trường Bắc Môn hành hình. Quảng trường Bắc Môn? Ngài không phải nói là chợ rau đường Đông sao? Chúng ta sáng sớm đã dán cáo thị ra rồi. Đây là chuyện mà ai cũng biết. Lẽ nào đội sát khấu không đặt mai phục ở đường Đông sao? Tôi đã thay đổi chủ ý rồi, đi Bắc Môn. Kuroki tiên sinh, ngài thật nghĩ chu đáo. Tôi đi sắp xếp. Tập hợp, động tác nhanh lên. Tình hình không hay rồi. Bọn chúng có thể là không đi chợ rau đường Đông rồi. Chỗ đó căn bản không có binh lính Nhật. Sắp xếp thì chúng ta có thể vô ích rồi. Làm sao đây? Cái gì? Không đi chợ rau đường Đông nữa sao? Bọn chúng muốn hành hình ở đây. Bất kể là hành hình ở đâu, cũng phải cứu tiểu mạng. Nghiệp chướng, nội tạng cô gái đó đã bị đánh đến hỏng rồi. Chỉ còn lại một hơi thở thôi. Đây là khiến cô ấy sống không bằng chết. Đúng vậy. Đây nếu như là cổ đại,
có thể mua chuột được đao phủ. Một đao giáng xuống thì có thể giải quyết được rồi. So với việc cô ấy bị 100.000 đao, rớt xương lóc thịt thì còn tốt hơn. Người Nhật có thể để cô đi nhanh thì đã tốt. Bọn súc sinh này, cô nương hôm nay phải chịu tội rồi. Tiểu Mạn, Tiểu Mạn, con của ta. Lão Tổng, cầu xin ông, con gái tôi nếu như chết, tôi cho nó ăn bữa cơm cuối cùng có được không? Các người cũng là người Trung Quốc mà. Tôi xin các người. Cảm ơn Lão Tổng. Tiểu Mạn, cha mang cho con gái bữa cơm cuối. Con gái của ta, Lão Tổng, tôi mang bữa cơm cuối cùng cho con gái tôi. Các người nhìn xem. Tôi mang bữa cơm cuối cùng cho con gái tôi. Bọn họ chuẩn bị hành động rồi. Bây giờ người Nhật quá đông, chúng ta tùy cơ hành động, giúp bọn họ thoát thân. Hiểu rồi. Lão Tổng, Lão Tổng. Con ơi, con ơi, tốt lắm, cuối cùng cũng đến rồi. Bây giờ có thể tóm gọn rồi. Lục Tử Tranh, cậu còn đợi cái gì? Giết em đi. Giết em đi.
giết em đi. Anh yêu em. Mãi mãi. Lục Tử Tranh, nhanh lên. Mau đi. Đi thôi. Kuroki tiên sinh, Kuroki tiên sinh, Kuroki tiên sinh, ngải tiểu mạn chết rồi. Cái gì? Ngải tiểu mạn chết rồi sao? Chết rồi. Ai làm? Không biết. Đội sát khấu. Có thể phải, cũng có thể không phải. Không biết. Nhất định là đội sát khấu làm. Đáng chết. Người đã bắt được chưa? Hiện tại vẫn chưa. Người của tôi đã đuổi theo rồi. Hiện trường quá hỗn loạn, lúc đó có nhiều người. Người của cậu đã đuổi theo rồi. Cậu vẫn còn đứng đây làm gì? Cút, đi bắt người cho tôi. Dân. Nhanh, đi đường này. Nhanh. Đằng trước đã đánh dấu rồi. Ra ngoài sẽ là Tây Di. Lão Đồng, anh mau đi theo họ đi. Tôi sẽ yểm hộ các người. Không, cô mau đưa họ đi trước đi. Địa hình này chỗ tôi thông thuộc. Để tôi đánh lạc hướng chúng. Nhanh lên, nhanh. Tôi đánh lạc hướng chúng. Nhanh lên. Cẩn thận.